Hello, hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Huyên Linh và mình đang unboxing một cái đơn hàng siêu to khổng lồ với một cái giá trị tiền cũng khá là đau ví. Đây là một cái đơn hàng mà mình đã săn sale được 15 tháng 6 vừa qua ở trên Shopee. Và đây cũng là một cái đơn hàng mà mình đã mua theo cái sự recommend của một em mà mình đã quen ở trên Instagram. Em có nói với mình là: "Chị Linh ơi, chị hãy thử đu bộ này đi và bộ này rất là hay, chị hãy nên đu bộ này." Và thế là mình đã quyết tâm là mua rất là nhiều từ tập 1 đến tập 20 của bộ này, kèm theo box set vừa mới phát hành nữa. Và đây là bộ gì thì các bạn hãy cùng theo dõi tiếp cái clip này nhé. Và tara, như các bạn có thể nhìn qua cái lớp bọc chống sốc này thì các bạn cũng có thể nhìn và đoán được mình đã mua bộ gì rồi đúng không? Và đây chính là một cái bộ truyện Văn Hào Lưu Lạc đến từ nhà IPM. Trời ơi, đây là một cái bộ truyện mà mình nghĩ rằng là mình sẽ không đu, tại vì là lúc mà mình biết đến cái bộ truyện này thì nó cũng đã ra đến tập 17, 18 rồi, nó cũng đã là dài rồi. Và thường thì với cá nhân mình ý, nếu một cái bộ nào đấy mà mình chưa biết mà nó đã ra khá là nhiều thì mình thường kiểu ngại đu với mọi người. Mình sẽ kiểu thôi nó đã ra đến tập này rồi, mình sẽ rất là ngại đu và rất là ngại kiểu đọc từ đầu ấy. Nhưng mà vì cái sự recommend và kiểu mình thấy em ý nói rằng là bộ truyện này rất là hay, thế nên là mình đã quyết tâm là mình sẽ đu thử cái bộ này. Và trong cái đơn hàng này, bởi vì mình mua rất là nhiều, thế nên là nhà IPM cũng tặng kèm cho mình một cuốn light novel luôn. Nhưng mà mình không đọc cuốn đấy, thế nên là mình sẽ để riêng ra. Và gần đây thì cái bộ Văn Hào Lưu Lạc này nó cũng có kèm cả box set nữa, và box set này tên là Beast. Thế nên là mình cũng đã mua luôn kèm theo trong cái đơn hàng này. Và khi mình mua cái đơn hàng này, mình đã khoe ngay với em ý là: "Ui, chị đã mua cái đơn hàng này theo lời recommend của em rồi đó." Và em có nói với mình là: "Chị ơi, nếu mà chị mua box set ý, thì chị phải mua bộ light novel của nó để đọc, tại vì là cái box set này sẽ xuất hiện ở trong tập 2 của light novel." Và chính vì thế mình lại quyết tâm tiếp, mặc dù mình không hay đọc light novel, nhưng mà bởi vì em nói rằng cái bộ này quá là hay, thế nên là mình đã đặt thêm light novel để đọc và để có thể kiểu nghiền ngẫm được cái box set cho nó hay hơn ý. Kiểu chưa bao giờ mình quyết tâm đọc một cái bộ truyện nào như vậy, tại vì là mình nghĩ rằng là em ấy recommend thì nó sẽ thật sự là hay thật. Còn bây giờ thì như mọi người đã thấy, mình đang unboxing 20 tập truyện Văn Hào Lưu Lạc đến từ nhà IPM, nguyên tác của Asagiri Kapka, minh họa Harukawa Sango, theo giá bìa thì là 48.000 cho một cái tập truyện này. Và đợt vừa rồi IPM sale từ tập 1 đến tập 20 đâu đấy chỉ có tầm 720-730.000 cho 20 tập truyện này thôi. Chia ra thì một cuốn truyện nó cũng rất là rẻ đúng không? Và cái box set mình cũng mua ở nhà IPM luôn. Trên cái giá của box set thì là 300.000 giá niêm yết. Và mình mua ở trên link lúc đấy sale thì chỉ có 250.000 thôi. Giá rất là rẻ đúng không? Và khi kiểu mình áp vào mã giảm giá này rồi săn mã các thứ thì đâu đấy cái đơn hàng này về tay mình cũng chỉ rơi vào khoảng tầm chưa đến 900.000. Trời ơi, là một cái giá rất là hời đối với mình. Và mình thì cũng mới chỉ đọc đến tập 2 thôi. Nói chung là đọc đến tập 2 thì mình cũng chưa cảm nhận được nhiều lắm, và mình vẫn phải kiểu đọc nghiền ngẫm hơn, bởi vì là đối với mình thì mới đọc đến tập 2 thì mình cũng chưa thực sự hiểu quá nhiều về cái cốt truyện cho lắm. Và mình nghĩ là mình cần phải nghiền ngẫm và đọc nhiều hơn. Khi mà đọc kỹ rồi, đọc hết 20 tập truyện rồi và đọc light novel rồi thì mình sẽ review cho mọi người được kỹ hơn và sau nhá. Và gạt qua một chút về nội dung, khi mà mình chưa đọc được hết 20 tập truyện này thì cái nét vẽ phải nói là mình rất là thích cái nét vẽ này. Mình không nghĩ rằng là kiểu mình đã bỏ lỡ một cái bộ truyện mà cái nét vẽ nó hợp gu mình như vậy đâu, bởi vì là mình đã kiểu lướt qua cái bộ này rất là nhiều rồi, kiểu mình không để tâm đến nó ấy mọi người, và mình cũng lười nữa. Khi mà nhận về tay 20 cái tập truyện này thì trời ơi, mình phải nói là đu rất là đúng đắn, mặc dù hơi đau phí một chút. Cách thiết kế bìa truyện, gáy truyện cũng rất là đẹp nữa. Cứ tập chẵn thì là gáy màu trắng tinh này, tập lẻ thì sẽ là gáy pha một chút đen. Khi mà xếp cạnh nhau thì nó so le màu sắc rất là đẹp.
cuối cùng thì là phần unboxing của cái box set Văn Hào Lưu Lạc Beast này. Thú thật là khi cái box set này mới phát hành ý, thì mình thấy nó rất là đẹp, mình rất là thích. Và mình nghĩ rằng là cái box set này nó chỉ là kiểu một cái box set đơn lẻ thôi, nó không liên quan gì đến những cái tập truyện khác cả. Và mình cũng có ý định đu bởi vì chỉ vì cái vỏ thôi mọi người ạ. Mọi người biết là mình là một đứa kiểu rất là phù phiếm, thích những cái hào nhoáng ở bên ngoài, những cái vỏ xinh xinh ý mọi người. Nhưng mà mọi người thì nói với mình là không, phải mua truyện tranh đọc trước đi, 20 tập đi, phải mua light novel đi thì hẵng mua cái box set này, như thế đọc mới hiểu ý. Thế nên nó lại càng thúc đẩy thêm cái phần là mình muốn đu cái bộ truyện này, bởi vì mình muốn sở hữu cái box set này, bởi vì cái box set nó quá xinh mọi người ạ. Trời ơi, kiểu như vậy. Và mình cũng phải cố gắng thật là nhanh để đọc mấy cái bộ kia, vì mình rất là muốn đọc cái bộ trong cái box set này, bởi vì mình rất là mê cách thiết kế màu sắc cũng như cái art của nó. Trời ơi. Và cảm ơn Yên đã kiểu recommend cho chị cái bộ truyện này để chị có thể đu một cái bộ truyện chất lượng và nét vẽ rất là hợp gu. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình trong cái cuối tuần chủ nhật đầy mưa gió này. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là mát mẻ, thật là vui vẻ. Và chúc mọi người một đầu tháng thật là may mắn và an yên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.